giữa lòng thủ đô ngàn năm văn hiến, một bên là sông Hồng lộng gió, một bên là hồ Gươm Xanh với tháp rùa cổ kính. Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Vietcombank ngày nay đã trở thành một ngân hàng đa năng, hoạt động đa lĩnh vực, là lựa chọn hàng đầu của các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn và của đông đảo khách hàng cá nhân. Cùng với việc triển khai hàng loạt các chương trình chuyển đổi hiện đại hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, Vietcombank cũng chú trọng xây dựng nền văn hóa doanh nghiệp với bản sắc riêng. Thành lập từ năm 2000 với hoạt động ban đầu là thông tin tín dụng, năm 2005 được bổ sung chức năng phòng chống rửa tiền, nghiệp vụ mang tính chủ quốc tế rất cao. Phòng thông tin tín dụng và phòng chống rửa tiền phát triển hoạt động của mình theo hướng chuẩn hóa, áp dụng các phương tiện hiện đại trên nền tảng văn hóa Vietcombank. Có thể nói hoạt động xây dựng văn hóa xanh sạch đẹp tại phòng thông tin tín dụng và phòng chống rửa tiền đã được thực hiện từ rất lâu, và khi trụ sở chính phát động cuộc thi hành động vì môi trường làm việc xanh sạch đẹp hướng tới chào mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 thì hoạt động này được phòng thông tin tín dụng và phòng chống rửa tiền đẩy mạnh hơn nữa theo hướng đồng bộ và chuyên nghiệp. Với tinh thần Vietcombank là gia đình thứ hai, các nữ cán bộ phòng thông tin tín dụng và phòng chống rửa tiền đóng vai trò chủ động cùng khuấy động phong trào xây dựng chương trình hành động. Văn phòng xanh đã rất quen thuộc bởi màu xanh gắn liền với thương hiệu Vietcombank, với màu áo dài truyền thống của cơ quan, phòng thông tin tín dụng và phòng chống rửa tiền đã đưa rất nhiều cây xanh vào văn phòng để mềm hóa những khối bê tông, thanh lọc không khí, giảm tác hại của các tia xạ có hại từ máy tính. Cây xanh thường xuyên được chăm sóc, thay thế để văn phòng luôn giữ được màu xanh tươi. Bên cạnh đó, để có được văn phòng xanh, mỗi cán bộ phòng thông tin tín dụng và phòng chống rửa tiền luôn có ý thức tiết kiệm điện, nước, dùng lại giấy một mặt và sử dụng hợp lý các văn phòng phẩm khác. Để đạt được tiêu chí sạch, các cán bộ trong phòng luôn có ý thức gìn giữ bàn làm việc của mình ngăn nắp, gọn gàng, khoa học cũng như giữ vệ sinh chung. Theo lịch phân công trực nhật, các cán bộ thực hiện vệ sinh các khu vực sinh hoạt chung, chăm sóc cây, phân loại giấy để sử dụng lại hoặc làm kế hoạch nhỏ kịp thời. Hồ sơ lưu được sắp xếp gọn gàng, khoa học, tránh thất lạc hồ sơ và ảnh hưởng mỹ quan văn phòng. Tiêu chí đẹp của phòng thông tin tín dụng và phòng chống rửa tiền được xây dựng dựa trên văn hóa doanh nghiệp của Vietcombank. Phòng được quy định và trang bị đồng bộ một số đồ dùng văn phòng tại tất cả các góc làm việc của cán bộ, nhưng vẫn dành một góc nhỏ cho cá tính riêng của mỗi người. Đã thành truyền thống, những bức tranh nghệ thuật trên các tờ lịch hàng năm của Vietcombank được chúng tôi đặt trong các khung, treo đồng bộ trong phòng, trở thành một nét độc đáo riêng. Các cán bộ phòng rất hãnh diện khi mặc đồng phục theo quy định của cơ quan, bởi Vietcombank là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của mình. Với tác phong làm việc có kỷ luật, chuyên nghiệp, văn minh và đoàn kết, cán bộ phòng thông tin tín dụng và phòng chống rửa tiền luôn nỗ lực xây dựng hình ảnh đẹp của phòng, góp phần nhỏ bé vào việc xây dựng thương hiệu Vietcombank. Với cuộc thi này, các anh chị em trong phòng đều hào hứng tham gia như chăm chút cho gia đình của mình. Bản cam kết ra đời trong cuộc thi này là một thành công tuyệt vời, hưởng ứng tinh thần của cuộc thi, tinh thần của văn hóa Vietcombank. Các cán bộ phòng đều cam kết gìn giữ văn phòng xanh, sạch, đẹp để tạo môi trường làm việc văn minh, góp phần tạo hứng khởi trong công việc, nâng cao hiệu quả hoạt động chung. Tôi cảm thấy cuộc thi này vô cùng là có ý nghĩa. Tôi cảm thấy yêu văn phòng của mình hơn, cảm thấy thoải mái mỗi khi bước vào làm việc và cảm thấy thật là thích khi được sống trong một môi trường nhiều màu xanh, nhiều tiếng cười. Và tôi hy vọng rằng cuộc thi này sẽ được nhân rộng mãi mãi. Đây là một cuộc thi rất có ý nghĩa. Đây là một cuộc thi rất thiết thực. Ngày xưa khi em còn bé, mẹ hay dắt em vào ngân hàng. Mai này khi em khôn lớn, mơ ước được làm cô gái Vietcombank. Ngày nay khi em đã lớn, ngoại thương ấy là nghề của nàng. Thỏa lòng bao mong ước, nay em đã là cô gái Vietcombank.